không chịu chi lộc nhỉ, nhà cái chân mà đã cho bước chân lộc nhỉ, những cái nơi gần gần nhất nhà mua cái nữ xa đẹp cái nữ thơ chỗ nhà
Mày đắp cho em xem không? Mày thì làm sao? Mày sao? Nhưng mà mày nói đi. Nhà tao đâu về là mưa tao về. Yeah.
mấy là bạn đâm nghe bài Vâng. Cảm ơn cô nhiều nhé. Các bạn ạ, video HC ngày chợ phiên 12 tháng 11 của mình sẽ khép lại đây nhé. Xin chào quý vị và các bạn.